Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy trên địa bàn huyện Ngọc Hồi tổ chức triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều cách làm mới, gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng viên Green Vương ở thôn Nông Nội, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi là một tấm gương như vậy trong lao động sản xuất. Trước đây, như bao gia đình khác trong thôn, gia đình ông Kring Vươn cũng trồng các loại cây truyền thống như mì, lúa nước, lúa rẫy. Nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao, đời sống gặp nhiều khó khăn. Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân xã Đắc Nông phát động, ông đã động viên gia đình đẩy mạnh tăng gia, mở rộng quy mô sản xuất và thực hành tiết kiệm để tích lũy vốn đầu tư. Ban đầu do ít vốn nên ông chọn phương án lấy ngắn nuôi dài để từng bước phát triển kinh tế. Từ năm 2006 đến nay, ông đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích sang trồng cây công nghiệp và đào ao nuôi cá, chăn nuôi thêm gia súc. Đến nay, gia đình ông có 1 hecta cà phê, 3 hecta cao su đang trong thời kỳ kinh doanh. Mỗi năm sau khi đã trừ các khoản chi phí, gia đình còn hơn 300 triệu đồng. Bản thân tôi là đảng viên luôn xác định là đi đầu trong việc đi đầu gương mẫu đi đầu trong việc chuyển đổi các cái trồng vật nuôi, nhất trồng cao su, cà phê, bơ lời và chăn nuôi. Thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân cùng học theo và làm theo, tức là chuyển đổi các cái trồng vật nuôi là trồng cây cao su, bơ lời và cà phê để có giá trị kinh tế cao. Không những làm kinh tế giỏi, ông Kring Vươn còn là một đảng viên mẫu mực ở nhiều vị trí công tác. Này đã nghỉ hưu, nhưng dù ở vị trí nào, ông cũng luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ mọi người để quần chúng làm theo bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời thường xuyên vận động bà con nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước khu dân cư, tham gia bảo vệ môi trường. Tôi cũng vận động nhân dân và trong thôn luôn tích cực tham gia các phong trào tại thôn và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cái thứ hai là về cái xây dựng nông thôn mới và học tập và làm theo tấm gương ở Đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian đồng chí công tác, đồng chí đã góp phần vào công cuộc xây dựng xã Đắc Nông đạt nông thôn mới vào năm 2016, và đặc biệt trong thời gian gần đây, đồng chí đã góp phần vào thực hiện thành công xã nông thôn mới nâng cao. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, đồng chí đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng cao su, bơ lời, cà phê và chăn nuôi gia súc. Hàng năm đồng chí có một thu nhập cao, tương đối cao. Đồng chí Kinh Vương là người đảng viên gương mẫu trong chi bộ thôn Nông Nội. Đồng chí luôn vận động gia đình và bà con chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, đồng chí luôn hướng dẫn bà con, nhân dân trong thôn cách là làm kinh tế giỏi. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, nhiều năm liền gia đình ông Kring Vươn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cá nhân ông được huyện, tỉnh và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2014-2019. Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi bền vững giai đoạn 2016-2020. Vinh dự hơn, ông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.